chú ngoài kia thêm 3 người nữa. Và sau đây là sẽ có một thuyền này ra để cứu nạn, và sẽ có mang theo một ít lương thực là sữa và mì tôm. Được rồi. Là lớn. Rồi. Quảng Trị nếu mà sân bay thương mại là chưa có nhá, có sân bay tăng cường là sân di tích lịch sử là đưa vào di tích lịch sử rồi. Sân bay tăng cường nó có đâu mà di tích lịch sử đó vậy. Thế con nói còn đi còn gì có sân bay, làm gì có sân bay. Hiện theo là hiện tại là theo ghi nhận của mình là đã hơn 1 tiếng rồi mà vẫn chưa. Sẽ quay lại hàng ngàn con người này đang mong chờ những thông tin nó tích cực. Và hướng bên tay trái của mình cũng rất là đông nha. À, tham gia công tác cứu hộ đây, người mặc áo trắng đấy, mọi người mình chỉ nói chuyện với gái một chút thôi mà. Mọi người thấy không, đấy là một trong những người xung phong tham gia công tác cứu hộ cứu nạn, một rất là tuyệt vời. Chúng ta hãy dành cho anh ấy một trong những lời chúc tốt đẹp nhất, không chỉ dành riêng cho anh mà phải dành riêng cho tất cả đoàn. À, hiện tại là tàu cách bờ khoảng tầm cỡ 1 km nhá. Tàu cách bờ khoảng 1 km. Rất là đông.